single thôi. À, chúng ta không cần phải nhìn hết 15 giây và chúng ta có thể bắt đầu tốt bất cứ lúc nào. Lưu ý là quá 12 giây nhìn trước, quá 15 giây nhìn trước thì sẽ bị cộng 2, mà quá 15 giây nhìn trước thì sẽ không có bị lật chi đấy. Chúng ta sẽ dùng một thiết bị gọi là tách timer để khi dừng thăm ở chúng ta để cái bàn tay thấp. Đúng rồi, nó đứng thứ ba thế giới sau rồi nhỉ, sau Timon với Max Bắc hơn một lúc đấy.